cây phơi gì, mít tấm tiên gì đó. À, tức là anh này tên gì? Minh. Anh Minh hả? Anh Minh, em thấy là người ta làm á, người ta phải bọc lại. Dạ, mà sao anh không có bọc lại? Mà sao thấy cái cuốn của anh đẹp quá giờ vậy nè? Anh không có bọc hả? Không có bọc. Mà không có bị chích? Không. À, anh xài si được 3 tháng rồi. Đúng không? Cây này không có xài, mấy cây si sớm mới xài thôi. Rồi thôi, để tắt cái video này. À, mấy cây si. Cái này là à, lá bàng. Cái này là Vĩnh Linh. Không phải là Vĩnh Linh. À. Tức là cái siêu sớm của anh là anh không có bọc luôn. Không có bọc luôn. Rồi cái em hỏi nè. Cái này nè đó, 2.8 trái nè, trái nào cũng 15 kg. Dạ. Mà có phun không? Có phun si lên cái trái không? Hay là không có. À có. Lâu lâu phun. Lâu lâu bao lâu thì phun một lần? Khoảng nửa tháng. À, anh đổ một gốc này là được mấy lít si? Chắc 4 5 lít thôi. 4 5 lít. Rồi mấy tháng rồi? Nay là 3 tháng rồi đó. Chưa đổ lại. Đổ lại. Đúng rồi. Thì Tuấn khuyên là năm đầu tiên nên 4 tháng đổ một lần. Và sau này thì khoảng 3 tháng đổ một lần. Mà năm 3 lần là tốt nhất. Là không, chỉ có sầu riêng mới 4 lần thôi. Cây này nó rất là khỏe. Mà không có bị con gì chích hết luôn. Em thấy một xe mít của anh không có bị cái gì hết. Không có bị gì hết. Đó, không. Đâu có bán được hàng nhất nữa. Không, bữa bán hàng nhất là giá tăng mấy 4 mấy 5 mấy con. À. Nè, cái này sao lại bao nè? À, có người ta. À, cái này Vĩnh Linh, cái này không có đổ si, kệ nó, đổ cho nó miếng si đi. Đổ cái cây này. À, đổ cái siêu sớm thôi. Cây này còn sống nổi không? Đâu cái cây nào? Cây sầu riêng này nè. Cây này chắc khó à. À không, cây này nó cây này dễ à. Cây này cây hột này khỏe lắm á. À. Cây này thay đi cây này. Cây này hôm bữa xuống lá hết, bây giờ ra lá lại rồi, hôm bữa xuống luôn. Cây này cứu rồi được à. Cây này là cây sầu riêng hạt này nó khỏe lắm á. Mấy cái cây mà yếu quá, đổ xe vô là nó dứt dụng hết lá. Đúng rồi. Cái này cứu được nha. Rồi, ok, đổ lại đi. Hay là em tăng gấp 2 lần amino cho nó rồi đó, cây này nè. Dạ, phải tăng nhiều lần. 2 lần amino dạ. Rồi đó. Nha. Hay quá ha. Tăng một lần là 2 xô là. À, nhìn lên trên nào, quay lên trên. Một cái xe mít như vậy là mình bán được bao nhiêu tiền? Ờ ha nè, không có cần. Đó, nó tốt trên cao vậy đó. Như cái xe mít hồi nãy giờ là bao nhiêu tiền? 20 triệu á. Wow. 20 triệu là mình trồng hết bao nhiêu cây mít được cái xe đó? Cái đó là phải 200-300 cây mít á. À, cái vườn mình 200-300 cây á hả? Hai vườn ha. Ở đây hai vườn. À, hai vườn hả? Nhưng mà hôm nay là giá nó hạ rồi. Không có nha. Ờ. Hàng nhất không mà cái hàng gì là người ta bỏ xuống dưới là để đem về lột. Ừ. Hàng nhất không á. Ừ. Rồi. Ok.